Nobita vì muốn làm vui lòng Shizuka mà dốc hết tiền tiết kiệm để mua thú nhồi bông tặng cô bé. Nhưng tiền thì hết mà còn chậm chân nữa nên đã bị Sunio hất tay trên. Vậy thì Nobita sẽ phải nhờ Doraemon dùng bảo bối gì để khiến Shizuka vui lên? Các em hãy cùng đón xem tập phim ngày hôm nay nhé! Làm mọi thứ bằng thú nhồi bông. Cùng bắt đầu thôi nào. Nobita đang vui vẻ đi trên đường thì gặp Shizuka. Cô bé đang rất muốn mua thú nhồi bông nên đã đi về lấy tiền. Nobita chợt nảy ra ý định sẽ tặng quà Shizuka. Thế nào Shizuka cũng cảm động lắm cho mà coi. Đúng lúc này Sunio nghe được thì ngạc nhiên ra hỏi: Nobita muốn mua thú nhồi bông ư? Sau đó cậu ta nở một nụ cười xảo trá. Còn Nobita thì hí hửng về nhà lấy tiền vì sợ người khác mua mất. Doraemon cũng hết hồn khi nghe Nobita nói ra cậu ta đã móc hết tiền tiết kiệm và heo đất đều không đủ, quay sang dụ dỗ mượn tiền của mèo ú nữa. Nhưng mà Doraemon cũng viên mòng túi luôn rồi. Đang lượng thượng đi thì Shizuka vui vẻ chạy tới. Cô bé nói rằng bác của cô tới chơi và đã cho tiền nên bây giờ đã đủ rồi đây này. Nhưng mà khi vào tiệm hỏi thì nó đã có người mua mất. Đúng lúc này Sunio nhảy ra và khoe: tớ đã mua được con rái cá này trước rồi nhé, ghen tị chưa Nobita? Shizuka nghe vậy thì rất buồn bã và thở dài. Nobita bực mình vì Shizuka rất thích nó nên cậu ta mới muốn mua nó đó. Sunio thấy áy náy và muốn tặng lại, nhưng Shizuka đã từ chối món quà đắt tiền ấy, rồi cô ấy bỏ về. Sunio lại quay qua đổ thừa tại Nobita nữa chứ. Về đến nhà, Nobita nhờ Doraemon hãy giúp mình. Mèo ú lấy ra, xét làm thú nhồi bông, thử làm trên chiếc bánh rán trước, phun bột lên bánh để làm khuôn mẫu rồi lột ra, đổ viên bông gòn vào trong và bỏ vào trong máy, chọn thêm kích cỡ nữa, đã có bánh rán nhồi bông rồi nè. Nobita thích thú, hay là mình làm rái cá bằng bông đi. Thế rồi hai đứa đi ra biển, bắt tạm một con rái cá để lấy khuôn mẫu, sau đó liền đem rái cá nhồi bông tới tặng Shizuka. Cô bé cảm động vô cùng. Thấy thế, cả Nobita và Doraemon sẽ quyết định làm thật nhiều thú nhồi bông khác nữa để tặng Shizuka khiến cô ấy vui hơn. Hai đứa liền đi thu thập đủ loại con vật ở khắp mọi nơi, rồi vác cả bao tải về trong phòng. Đúng lúc này, Sunio cũng tới xin làm cùng vì cậu ta cũng cảm thấy có lỗi với cô bạn. Thế rồi, họ đã lên kế hoạch làm thứ gì đó thật là ấn tượng để tặng cho cô bé, rồi rủ Shizuka tới xem thử. Cô bé vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu. Thế nhưng, khi thấy Nobita đem ra con rệp bông thì lại khiến Shizuka hú hồn, lại thêm Sunio văng đĩa đồ ăn bằng bông nữa, mèo ú thì thêm một cái cột đá bằng bông, thêm cả bồn tắm và trái cây xe cộ. Shizuka cười gượng ngùng, vì thế này cô bé cũng không thể đem về hết nhà đâu. Và rồi cả ba buồn bã nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Thế rồi một ngôi nhà bằng bông để đựng thú nhồi bông đã hoàn thành. Shizuka lúc này cũng rất bất ngờ, nhưng chắc chắn là cô đã hết thấy thích luôn rồi. Tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.